này xài thế. Có khi trồng vào cái đợt vừa rồi là cả như là vụ mà. Đúng vụ, chớm chớm lạnh lạnh này. Không, cái đỗ tương bao giờ nó vụ này mới bắt đầu từ tháng riêng rồi đi dòng rồi đấy. Riêng dòng đẹp, tháng này tháng 3, tháng 4 dòng đẹp. Có máy ở đây luôn không? Trừ lát nữa, bây giờ đợi cao. Tay đéo mà.